Xin chào tất cả quý vị, chào mừng quý vị lại đến với kênh YouTube và Facebook của công ty Nhạc Việt. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến tất cả các anh em chơi guitar, đặc biệt là chơi guitar điện với âm ly. Thì cũng nhiều anh em thắc mắc là làm sao để có một cái chất tiếng tốt nhất, thu rõ ràng và quan trọng là cái chất am ấy quý vị. Tại vì mỗi cái am nó sẽ có một chất tiếng riêng và làm sao chúng ta thu được cái chất tiếng của cái am đó tạo ra cái màu âm nhạc mà chúng ta muốn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một bộ combo thu guitar. Thì thật ra bộ này nó cũng đơn giản thôi. Và đặc biệt là mình thích cái sự đơn giản. Thứ nhất là cái mic đây, PX1 của hãng Prisoner. Đây là mic condenser, nó có chế độ thu cardioid. Có nghĩa là nó sẽ thu vòm phía trước đó quý vị. Thì cái việc để như vậy nó sẽ giúp thu được cái chất tiếng của cái âm ly, cái đàn guitar vào cái âm ly, một cái chất tiếng gọi là thật nhất, và nó lấy hầu như hết cái chất tiếng mà cái âm ly này thoát ra. Đây là mic condenser PX1 từ hãng Prisoner với chế độ thu cardioid. Bên cạnh đó mình sử dụng cái chiếc arm AS30 này, thì tại vì chiếc arm này thực sự cái chất âm của nó rất là thật, rất là thật, làm cho cái cảm giác chúng ta chơi đàn nó rất là feeling. Bên cạnh đó mình vẫn nhờ sự hỗ trợ của chiếc Godin. Đây là một chiếc đàn với thương hiệu rất là nổi tiếng. Thì mình cũng không có nói nhiều về chiếc đàn này. Đại khái là chất lượng của em nói thì khỏi chê. Đây là chiếc đàn gọi là tầm cao, rất là ok. Và một nhân vật quan trọng nữa là đây quý vị. Đây là cái chiếc i2. Chiếc i2 mình dùng để thu cái chất tiếng guitar từ âm ly. Mình sẽ có cái cổng device này quý vị. Cổng này nó sẽ đưa thẳng lên điện thoại, giúp cái chất tiếng chúng ta ok nhất. Ok vậy thôi. Một âm ly, một guitar, một micro condenser PX1 hỗ trợ thu cardioid, và một chiếc audio box i2 giúp đưa tín hiệu lên thẳng điện thoại. Ok, thì bây giờ mình sẽ test một đoạn với chế độ thu của chiếc mic này cho anh em cùng xem chất lượng của nó nhé. Vâng, vậy là mình đã thử xong cái chất tiếng mà cái micro này thu được. Rất là đầy đặn và nét. Và quan trọng nữa là nó thu được cái rõ ràng, rất là rõ ràng cái chất tiếng mà chiếc âm ly này, acoustic guitar âm ly đưa ra. Tiếng rất là chân thật. Vâng, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.